Mới đây, công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Đối tượng Trần Phước Dương, 23 tuổi, trú tại xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, bị bắt khi đang vận chuyển 6 kg ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi thì bị lực lượng công an bắt giữ. Thời gian qua, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy nước chui. Loại ma túy mới này tan trong nước nên rất dễ bị đối tượng xấu, ngụy trang như các loại nước giải khác để trà trộn tiêu thụ tại các trường học, khu vui chơi, giải trí. Nước vui còn tác động lên hoạt động của não bộ, làm giảm khả năng nhận thức, mất kiểm soát về hành chi, khiến người sử dụng nó có thể gây ra những hành động nguy hiểm cho gia đình và xã hội. Dự báo tình hình tội phạm hoạt động liên quan đến ma túy, nước vui sẽ diễn biến phức tạp. Công an Quảng Ngãi khuyến cáo thanh thiếu niên đề cao cảnh giác, không tàn trữ và sử dụng các chất ma túy các loại thực phẩm đồ uống chất kích thích khuyến cáo các bậc phụ huynh luôn quan tâm đến các biểu hiện tâm sinh lý của con em mình để có thể sớm phát hiện nếu con em mình sử dụng các loại thực phẩm đồ uống pha ma túy hoặc chất kích thích để có biện pháp động viên ngăn chặn kịp thời